diễn viên đưa qua MC nó cũng gần gần, tại vì cũng ăn nói với công chúng, nhưng mà luật sư qua MC khác hẳn hoàn toàn luôn á. Nhưng mà bạn lại rất là thành công hay trong lĩnh vực MC này. nói là luật sư chứ thật ra ngày xưa đi học á, cũng lúc đó cũng không có xác định được là thích ngành luật lắm đâu. Nhưng sao chọn trường đó sao? Thì bạn bè cũng rủ nó thôi làm luật sư cho nó ai. Wow. Thì cũng đi học, mà đi học mình cái đường học của mình khá là suôn sẻ. Yeah. Thì mình thi đậu vô trường và cứ thế mình học ra rồi đến cái câu chuyện mà chuẩn bị là đi thực tập rồi theo nghề á, thì tự nhiên có một cái cơ duyên đưa mình rẽ vào truyền hình. Và sau đó là bị truyền hình cuốn hút luôn. Và từ đó đến giờ thì cũng không nghĩ là mình sẽ quay lại với công việc của ngành luật nữa. Nói chung mà giờ đứng với đám bạn luật sư là nói chuyện không có lại. Nãy hả? À. Không lại về cái gì, không lại về luật, cãi lộn là cái gì? Cãi lộn lại. Cãi lộn lại. Người biết những cái năm mà Thúy Hằng công tác ở ngoài Hà Nội đó là Thúy Hằng với lại Hoài Anh là hai biên tập viên nữ xinh đẹp trên sóng thời sự VTV1 19 giờ. Đó là hai cô gái mà kêu là giọng miền Nam mà được rất nhiều khán giả cả nước yêu mến luôn. Đó là lúc đó thì tôi nghĩ rằng là trời ơi, chắc là bạn sẽ ở đó luôn á, bạn sẽ không có chuyển về. Nhưng mà cái cơ duyên động lực nào mà khiến bạn phải chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục cũng công việc cũng ở VTV, nhưng mà nó không phải là cái giờ mà khung giờ mọi người hay coi nhiều. Nếu mà Phượng đoán không lầm, chắc là tiếng gọi của tình yêu đã lôi bạn ấy trở về.